Vân Hồ là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La. Nơi đây không chỉ có cảnh quan núi rừng hùng vĩ với những lớp sương mù mờ ảo say đắm lòng người, mà còn được biết đến với những thác nước trong xanh đẹp tựa tiên cảnh. Thác Nàng Tiên tại xã Triềng Khoa mang vẻ đẹp quyến rũ tựa như cô gái đẹp đang ngủ say giữa núi rừng Tây Bắc. Thắng cảnh thác Nàng Tiên thuộc địa phận bản Nà Chá cách trung tâm huyện Vân Hồ 7 km về phía đông nam là điểm đến còn hoang sơ. Thác cao đổ xuống từ trên núi có 3 tầng, xung quanh thác được bao bọc bởi thảm thực vật nguyên sinh với lớp rêu xanh và cây dương xỉ mọc từ khe đá, tạo nên vẻ đẹp tựa như nàng tiên say giấc chốn bồng lai. Em giới thiệu bạn bè em với cả anh chị em họ hàng nhà em đến đây rất là nhiều rồi ạ. Cảm thấy là mỗi khi mọi người đến đây đều nhận xét khí hậu tốt, chụp ảnh thì view quá là đẹp. Mỗi tầng của thác Nàng Tiên mang một vẻ đẹp riêng. Ở tầng đầu tiên, nước suối chảy dịu dàng, tạo nên những bãi tắm nông mát lạnh. Tầng thứ hai nằm giữa rừng hoang sơ với một hồ nước rộng xanh màu ngọc bích. Càng lên tới tầng thác cao, Nàng Tiên càng hiện ra đẹp lung linh với màu nước trong vắt xanh như ngọc. Hàng ngày, những ngày giữa tuần thì nó sẽ trung bình từ 50 khách đến 100 khách một ngày. Còn những ngày nghỉ lễ thì nó có thể là nhiều hơn từ 400 đến 600 khách trong những ngày cuối tuần và những ngày lễ. Giữa thiên nhiên hùng vĩ, từ đỉnh thác, dòng nước chảy xuống mặt hồ trong xanh tựa như dải lụa trắng thả mình mềm mại và nổi bật giữa đại ngàn. Tất cả đã tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Từ cảnh đẹp hùng vĩ, hoang sơ, thác Nàng Tiên đang được định hướng phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn ở địa phương. Với quan điểm là bảo tồn và giữ gìn, nên chúng tôi cũng cái việc tu bổ sửa chữa ở cái khu danh lam thắng cảnh này cũng rất là hạn chế để giữ được cái nguyên trạng cái thắng cảnh khi mà đã được công nhận. Với những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng gắn với lễ hội hoa ban, thác Nàng Tiên được công nhận di tích cấp tỉnh đã tạo thành điểm nhấn trong phát triển du lịch của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.